Mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi thăm luôn bảy gắn mưu sinh miền Tây nữa rồi nghe cả nhà. Anh Giá đang là chuẩn bị thăm cái luồng gắn này, là hy vọng là có gắn khủng nữa nghe cả nhà. Khi có gắn khủng rồi quay cho nó hấp dẫn luôn. Anh Giá đang chuẩn bị rồi. Chào cả nhà anh Giá ơi. Hôm nay anh em lại tiếp tục đi thăm luồng bảy gắn nữa. Lời nói đầu tiên cũng chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh và ủng hộ cho hai anh em mình nha. Làm một cái bẫy đầu, làm cái bẫy đầu tiên cho nó ngon lành coi. Dính gì không rồi coi. Làm cái này coi, có hàng anh Giá ơi, lụm cái coi. Có nặng, có phân là được à. Con chuột à, con sống, chuột còn sống hả? Rồi. Chuột còn sống luôn. Chuột còn sống là ngon à anh Giá ơi. Có phân không? Có phân, có phân. Cái đầu tiên này không dính này. Trời ơi. Chết luôn. Phân nè. Ừ, trời ơi, chết luôn rồi. Ôi, uổng quá, chết. Chết uổng quá, uổng rồi. Ba. Hình ba hả? Thôi, chết, mình không quay đâu, thấy ghê quá. Hồi nãy giờ tàu chết quớt không, không có thấy gì luôn. Có anh dạ? Hành ba hả? Ủa, có hàng. Trời ơi. Dính gắn đồng tiền rồi, hành ba, thấy gì gắn chết. Hy vọng là có hàng nữa đi. Hy vọng là gắn khủng, mà khủng cái này là tiêu rồi cả nhà. Vậy nè, trời ơi. Gắn 4. Cái này gắn 4 luôn chứ gắn 3 gì anh dạ. Ôi ôi. Rồi kệ đi, có mùi. Có mùi hành là được. Một sáng giờ trời âm u, trời không đẹp, bởi vì mấy anh em mình chắc chưa đẹp đâu. U quá. Âm u quá, âm u. Trời đẹp chắc mấy anh em mình mới đẹp làm sao á, anh Giá. Hành khủng rồi coi nhá. Trời ơi. Cho nó ngon lành cành đào được coi. Cái gì? Có đồ, có đồ, có đồ. Ê, em thấy luôn rồi. Em thấy luôn rồi. Rồi. Mini thiếu nhi. Thiếu nhi tiếp tục. Thiếu nhi tiếp tục. Hành. Con hành. Hồi nãy máy cắt nó chạy ngang ôm sùm quá. Ờ ha, dính con hành nha. Ngon lành nghe. Đợt này sao nhỏ nhỏ không mấy anh dạ? Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Điện hồi đây kia bắt gắn anh dạ. Bảy này bương hổm là mình thăm dính gắn hổ, hổ hèo nè. Bữa nay làm con hổ hèo nữa rồi. Hổ hèo bự nữa này. Nè nè, cái bảy này nè. Hổ hèo bự nữa nha trai. Bữa nay giá vô luôn rồi. Vô luôn rồi. Thập thò. Thập thò, thập thò. Khui rồi. Ủa sao thấy không thấy cái đá gì vậy? Ờ, tao thấy rồi. Ê trời ơi, trời. Không phải hổ hèo nghe cả nhà, mà là hổ ngựa. Trời, hổ ngựa chà bá luôn. Cố tình quýnh bẫy bự đây mà không dính nha. Cố tình quýnh bẫy bự đang dính hổ hèo mà dính hổ ngựa. Bắt luôn cái gì? Bắt con bẫy bự mình đâu có, mình có bắt cái bẫy này thôi ha. Rồi hồi bắt con hổ hành sao ha.
phải bự đây cũng rộng quá lộ điểm. Wow, vừa bắt luôn nha, nó vừa bắt luôn à, để bự lại không bự mà. Tưởng đâu này dính hèo nữa, ai nhà dính hổ ngựa. Trời trời trời, hổ ngựa nào bự anh Giá. Ôi mình thăm nó nghe, mình thăm nghe, không phải anh Giá thăm. Ê ê ê, ôi con gà nó phập liền. Ê ê ê, dữ hả mày. Ôi nó bự ghê rồi, khủng 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 khiếp rồi, khủng khiếp rồi nghe cả nhà. Con người khủng bự chục bá luôn. Cố tình nghĩ nó bự đây chứ không hèo, kiếm hai không hèo nhỏ. Cái bẫy này đặt nào không chín nhân ha. Chưa có con nào khủng nữa. Có con người khủng mà. Vô dính hổ ngựa nãy quá phê ra nha. Lụm lụm không, lụm không, lụm không. Trời 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 trời, cái gì cái gì cái gì mình, cái gì vậy, cái gì giá, cái gì khui. Trời ơi trời ơi, cả nhà ơi cả nhà, nín thinh nha, cười ấy 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 nha. Trời ơi mình đi vô mình nín thinh nè, cười ấy 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 ấy, nó không nói tiếng nào hết trơn nha. Cái bẫy đó là em đặt lại đó nha, đó cái bẫy này mình đặt lại dính nè, mình đặt mình thăm đặt chứ gọi mình thăm nè. Ôi trời đi tê tái rồi. Ôi, mở đi mở đi, quá khứ rồi. Nhất cái nhất con bự lắm, con này nhất rồi, hàng khủng rồi cả nhà. Ôi ôi nhất rồi nhất rồi nhất rồi, tê tái rồi, khỏe cho mình cho nhìn đây các anh cha ơi. Ôi ôi nè, xuống xuống rồi, sao trong gửi ngon rồi, con này là đủ rồi, đủ tiền cà phê cà pháo của anh em mình này, ăn sáng luôn rồi. Bắt luôn. Anh đã bắt luôn. Đằng kia bắt luôn nha. Ý, để thôi đặt cái đủ bẫy. Đặt đi, đặt cái đi lấy bẫy đặt. Không có đâu, để mình dậm cái đủ bẫy đủ thì để ăn bắt luôn rồi. Đủ bắt luôn. Ừ. Ngồi đặt bắt luôn đi. Còn có dính không bắt rồi thì đặt tiếp. Cái bẫy này nè, đã. Ôi nằm cầm sướng tay luôn rồi. Hồi mình ngồi mình đựng nữa nha. Ôi trời nó đã. Tì. Rồi làm tiếp. Đây. Mini. Gắn hộ hàng nãy dính con mini. Qua cả bự luôn. Mini mini mini. Bốn. Trời này đang mưa lập bập 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 luôn rồi. Rồi. Để cái này con hành bự rồi. Bự còn hả? Hai bữa bớt sao đi hả? Hành bự bớt sao đi. À, mini. Đi đây nữa. Mẹ vớt được con bự cũng được. Vớt được con bự rồi đủ tiền rồi đó anh Giá. Đủ rồi, tiền cho rồi. Rồi. Mới nở mới nở. Nuôi. Nuôi nuôi. Hey, chuẩn bị tới cái con Bixabin nè. Con này mới sướng tay nè. Đỏ ha, đỏ đỏ. Con này mới sướng tay nè. Nè. Comment comment giả liền ơi, giá coi. Trời nè cả nhà, ủa sướng tay, sướng tay là đây nè. Ủa, ôi trời ơi,
Ở trong luôn á thầy. Cục luôn. Đã. Ừ, giờ lên cho nhà xem cái anh giá. Sướng, sướng. Quá sướng, giờ ngang anh giá ơi. Ơi. Giờ ngang cái nhà ơi. Trời ơi, ngon lành rồi chứ ơi. Bự quá cả nha. Đó, ngon lành nha, con này là đủ tiền rồi đó. Sáng ngày 8 lớn nhất này phải khỏe cho mình à. Khỏe cho mình con đó đó. Xăng cộ chi phí rồi hết rồi đó. Còn mấy con kia nó bán lời đó. Có động lực rồi đó anh giá ha. Ha. Lội khác lội mạnh rồi đó. Lội mạnh nên nó tăng tốc rồi đó. Rồi, vô chuột rồi, hồi mình đi ăn tiếp nha cả nhà. Nguyên cái đống vỏ dừa này là ngon lắm anh giá. Trời có ngon lắm, ngắn lắm trời. Như nào? Ngon mà, ngon. Trời ơi, trời ơi. Dính ngắn mày lớn này nè. Kẹt đầu luôn rồi. Đóng quá. Kẹt đầu luôn hả anh giá? Kẹt đầu. Sống không? Sống. Sống sống. Mở cái đầu mở cái gửi ra để hỏi cho. Dính còn nữa rồi nha. Nó mày kẹt đầu anh giá gỡ ra được. Cũng được anh giá. Dính. Ngon lành. Có hàng không là ngon, có hàng là ngon không? Khui anh giá ơi. Có cái không? Không hả? Có phần hả? Có phần. Sao? À, bảy số cua nè. Con heo con hành luôn hả? Ôi trời ơi, thấy à. Con mua nổi vô, tính là con mạnh, mạnh được. Ôi. Con mạnh nó nặng, có đó là ngon rồi. Đâu mà con hèo, con hèo con hành nhỏ nó vậy? Trời ơi. Trời. Đây nè. Ôi, con hèo nè. Con hành dưới này nè. Trời ơi, mới vô một cặp hổ hành đi. Tính là một con hành ngon. Ôi trời ơi. Đi, đi, đi. Ngon à. Tính nó con hành là ngon rồi ha. Con hành nhỏ rồi. Con hành nhỏ rồi, con hành mini. Đâu mà nó khác loại mà nó vô được ra 2 cái 7 gì ngộ kìa. Con hèo mini nữa. Trời gỡ nặng gì nè, thấy thức hành nữa. Ôi ôi. Ôi. Rồi. Con hành đi lại, đi lại, đi lại kia bắt luôn. Có phần cả nhà, anh giá. Anh giá nó có phần. Trời 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 trời. Đi, được anh giá. Cái này hành mini nhiều, có con khủng à. Mini trời. Nhá, ú. Mà đi con. Được. Nãy giờ 4 cái không dính, cái này dính. Kìa, nó đưa cái đầu nó ra đây kìa. Đưa cái đầu ra hả mày? Đưa đầu ra nữa hả? Ôi ơi, khó khăn quá vậy. Ê, 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 trời ơi. Tới công chuyện em rồi, nó ị. Hàng 4 nha. Hàng 4. Vô mày. Trời. Nặng nặng rồi đó nha. Còn 2 con chưa bắt mà bắt nữa. 3 con lận. 3 gờ 3 con. 2 con. 2 2 2 cái 7 mà 3 con. Giá đi đằng kia rồi. Giờ thêm thì mình thăm cái này giá vừa chỉ rồi, rồi. Thăm ơn luôn cái đầu anh giá bích gạch cái gì vậy rồi, không thấy luôn trời tỷ à trời ơi bên đây trời ơi nằm trong đây nè nặng không
không thấy phân gì trơn giá ơi. Cây đẻ gì hơi nặng nặng vậy. Ồ, có hàng, có hàng, có hàng. Có hàng cả nhà. Có hàng chứ ơi. Ôi. Hành. Ngon, 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 ngon. Bự chà bá luôn trời. Im ơi nha ơi. Con này phải nhì á. Con này nhì vậy. Thế dễ cũng bự bự hả? Nhì, nhì vậy, nhì vậy, nhì. Cỡ 3 lạng rưỡi 4 lạng, có 4 lạng á. Nhì ha. Bắt cái đó luôn ha. Bắt đây luôn ha. Hồi nãy thăm mà em không thấy gì luôn. Trống. Không thấy phân gì luôn á. 2 bữa rồi dính. Ồ. Chuột ăn hết lúa, muốn hết. Bởi, lụm cái đi, lụm cái đi. Được, mới thấy con này rồi, nó giờ cũng chết luôn. Bây giờ là mini không à. Mini luôn. Tuy nhiên con này nó cũng đỡ đỡ mệt. Đỡ mệt rồi. Thấy cũng bự quá nè. Nửa ký luôn á. Rồi. Trời ơi, ý bự nghe. Nửa ký rồi, ngày em cũng nổi luôn nè. Cái này dám gì vô nhất luôn à. Không nổi quá. Yếu quá. Im. Trời ơi, kìa. Nhất luôn rồi nha. Nhất nổi đâu. Nổi rồi à. Vậy cần là biết là nhất đi. Con này bự lắm. Yếu mà. Cái đầu chà bá luôn mà. Im. Này cái nửa ký á. Hơn nửa ký. Trong 7 thấy nhỏ ha. Trong 7 thấy nhỏ. Nó gắn nhị nhị không? Trời trời. Lý, lý. Có lý không? Con hành đỡ khổ. Anh Giả đây vừa dở ra là thấy phân rồi. Thì đuối quá còn còn cái nữa hết rồi, đuối quá đuối rồi. Vui. Hành hả? Cái gì? Hành mini. Hành mini hả? Dính hành mini. Ngày mini. Bữa nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Mini. Mini thì bắt mini luôn đi, ngồi vô trong kia bắt con hổ hèo. Hổ hèo với mấy con hành kia sao? Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi thiệt mà. Mini. Mini. Chưa kẹt đầu. Mini này cũng được. 3. 2 lạng. Lạng 8. Cái này là có chỗ nuôi hết. Nuôi liền, gắn nuôi nè. Vô. Phát chúng chúng được hai cái ứng con nhất đỡ. Đỡ. Con nhiều. Nói chung cái thắt thì không thắt mà tệ thì không tệ. Sống được. Ha. Hơi bèo vậy thôi. Hơi bèo vậy thôi. Còn cái cuối cùng. Hơi nghèo nghèo. Còn cái lẫn á, còn cái đó. Ừ. Bữa đó mệt quá rồi nhét đại. Mini tiếp. Mini tiếp. Gắn nãy rồi cả nhà. Bắt gắn nãy cái nhà. Đặt lại. Cuối cùng không dính. Thăm cái cuối cùng không dính rồi. Ghê. Nhỏ không? Bữa nay toàn là có hành nhỏ không? Có hai con bự à. Nó dính cái đầu luôn, được tương lúa. Vâng. Này, con hèo cũng ơi. Con hèo với con hành nè. Bảy hai con nè. Tính vô à. Nó về đâu nè. Nãy tính vô hả anh Giá? Trời, trời. Lớn rồi. Hai con nè. Con hèo này hèo nhỏ luôn. Hổ hành này hổ hành nhỏ luôn. Nửa kilo. Ấy đi em chụp con hành, anh chụp con hổ hèo nha. Thôi mày bắt hèo đi, tao bắt hành. Thôi. Đó. Đây hành em đây con hèo anh Giá nè. Tới con hành của anh. Gá 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 lụm thả đi. Hành này thả đi ha. Quá bé. Hành này thả cái nhai. Con hành này nhỏ. Bắt con heo nữa coi. Em bỏ vỏ đi. À,
Bèo vô vỏ. Rồi, giờ mình thả con hành nha cả nhà. Rồi, đây. Nè, đi ra đây nè, chạy ra đây nè. Đó, thả nghe. Mắt tiêu liền lùi, lùi nhanh thiệt chứ. Nó lùi cái nha, qua đi đi luôn đó anh giá. Bỏ chiều vô nữa hả? Trời ơi, ôi ôi ôi. Vô. Mấy ký? 2 ký ngoài, 3 ký như vậy. Ừ. Ngày được 2 hành. Chứ thôi mini xong rồi. Giờ lên cây chơi. Ồ. Quá sướng. Quá sướng. Có 2 hành bự quá sướng thôi nè. Con lên kênh đào. Bực cái đó. Rồi, mấy anh em mình cũng thăm cái bẫy cuối cũng xong rồi. Bẫy cuối gì không có dính. Thì giờ mình cũng sửa soạn lại, làm bẫy xong xuôi rồi đặt mấy cái bẫy này lại. Rồi mấy anh em mà buổi thăm mấy anh em mình kết thúc được mấy ký? Tầm khoảng 3 ký ngoài. Tầm khoảng 3 ký ngoài. Được con hai con hổ ngựa. Ê, hổ hành, hổ hành, quên. Được hai con hổ hành bự. Mày khoái hổ ngựa, mày kiếm hổ ngựa hoài. Ngựa hoài chết anh. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip nha cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà.